Từ tới giờ anh có tên mặt trời mọc chưa? Không tên. Anh sẽ cầm đi, thế gian này rất kỳ diệu. Không biết ai đã sắp xếp ban ngày và ban đêm nữa, giúp chúng ta có cơ hội thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn. Cứ nhìn kia, sao bắt đầu? Tôi tin thế gian này có nhiều chuyện có thể sẽ vĩnh hằng. Thật ra chúng ta có nhiều quan hệ gì đi? Tôi nghĩ tính khả năng cũng không có nhiều lắm đâu. Vậy cũng phải. Thật ra là sao? Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không phải nói bằng miệng. Để coi chúng ta sẽ làm cái gì. Cô làm cái gì vậy? Anh nhận cái công. Mấy thứ này á, tuy không đáng tiền nhưng mà được cái nó rất kỳ diệu. Kỳ diệu làm sao? Những thứ trong này á, ăn hoài cũng hết, ăn hoài cũng còn mà. Có không vậy? Có phải đúng ra từ nay tôi sẽ không còn cơ hội gặp cô không? Phải. Vậy bây giờ tôi nên cảm ơn ai? Bây giờ anh gặp lại tôi cũng không có gì đáng mừng cả. Có. Cho dù mai mốt xảy ra chuyện gì, cô có quyết định gì, ít ra tôi còn có cơ hội nói với cô những gì mà tôi muốn nói. Những gì anh muốn nói không phải đã nói rồi à? Chưa. Anh còn muốn nói những gì mà tôi chưa nghe? Tôi muốn nói cho cô biết, nếu bởi vì tôi đã tạo áp lực đối với cô, làm cho cô phải lánh mặt tôi, từ nay tôi sẽ không ép cô làm những gì mà cô không muốn làm nữa. Bởi vì tôi không muốn mãi mãi không được gặp cô. Bây giờ tôi đã biết. Tôi cảm thấy vui vẻ nhất là khi có thể ở gần bên cô. Tôi còn muốn nói cho cô biết, chỉ cần tôi có thể ở gần bên cô, tôi sẽ không ngại gì cả. Có thể ở bên cạnh người mình yêu, đó là kết quả mà hiện giờ tôi muốn đạt được nhất. Lỡ như ca phẫu thuật không thành công, tôi sẽ không được ở gần bên anh ngay cả một chút thời gian nữa. Nhưng cô không biết, nếu cô vẫn không chịu làm phẫu thuật, kẻ thua chắc chắn không phải chỉ một mình cô, mà đến cuối cùng tôi cũng không thể được ở gần bên cô. Cho dù bây giờ cảnh vật có đẹp cách mấy, mặt trời cuối cùng cũng sẽ xuống núi thôi. Nhưng tôi và cô chắc chắn không chỉ như vậy. Anh dẫn em đến đây, thật ra anh muốn nói cho em biết, có những chuyện dù tốt đẹp thế nào, nếu không ai cùng mình chia sẻ, nó cũng hết sức vô nghĩa. Còn lâu trời mới sáng mà. Anh cũng có thể ngồi nói chuyện với em vậy. Anh tin tưởng. Anh tin tưởng thế gian này có phép màu. Em cũng tin. Bởi vì có anh.